chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là những lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Thi hành án bằng tiêm thuốc độc được xem là hình thức tử hình nhân đạo nhất trong các hình thức tử hình hiện nay. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Theo đó, thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động, thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Đồng thời, theo quy định tại nghị định này, thì người bị đưa ra thi hành án tử hình được hưởng tiêu chuẩn ăn uống bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày lễ Tết quy định đối với người bị tạm giam. Thuốc đưa ra sử dụng cho thi hành án tử hình phải được hội đồng thi hành án kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định. Người bị thi hành án tử hình được cố định vào giường với tư thế nằm ngửa, bảo đảm không cản trở sự lưu thông máu. Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm thực hiện các bước sau: chuẩn bị đủ 3 liều thuốc, trong đó có 2 liều dự phòng, xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm. Trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo chủ tịch hội đồng thi hành án để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch. Việc đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo trình tự. Bước 1, tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra. Nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác. Bước 2, tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước 3, tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Án tử hình được thực hiện tại phòng tiêm thuốc độc ở các trại giam. Đây là một căn phòng được thiết kế gồm 3 phần. Một phần dành cho các cán bộ tư pháp như thẩm phán, cán bộ trại giam, kiểm sát viên, ủy viên hội đồng thi hành án, bác sĩ pháp y v.v. ngồi theo dõi việc tiêm thuốc độc. Một phần để dành cho các bác sĩ chuẩn bị thuốc và các công việc cần thiết để thi hành án. Phần chính để một giường dạng ghế nằm. Đây là một giường đặc biệt. Tử tội được đặt nằm trên một giường nằm có các hệ thống dây chằng buộc chặt thân và cánh tay cùng với chân của tử tội với giường. Các bác sĩ sẽ tiến hành tiêm thuốc độc trực tiếp cho tử tội vào cánh tay. Theo một cảnh sát, sáng sớm ngày 6 tháng 8 năm 2013, khi được trích xuất ra khỏi buồng biệt giam, tử tù Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã ôm chầm người bạn cùng phòng, nghẹn ngào, nói lời từ biệt. Tuấn lập cập theo chân cảnh sát đi làm các thủ tục. Bàn tay Tuấn run rẩy, phải rất lâu mới viết được những dòng thư cuối. Hôm nay, con phải đi đền tội mà những gì con đã gây ra. Giờ phút cuối cùng, con muốn gửi đến bố mẹ là lời chúc bố mẹ được mạnh khỏe. Con cũng không muốn bố mẹ vì thương con nhớ con quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc gì đến, nó cũng phải đến thôi, Tuấn viết. Rồi anh ta dặn dò, mong muốn bố mẹ lo cho đứa em trai có được một cuộc sống đàng hoàng. Mong bố mẹ ở nhà đừng đau buồn thì mình ra đi mới được thanh thản. Dù con phải đền tội, nhưng mãi mãi con vẫn là con của bố mẹ. Dù phải chết, nhưng con vẫn phải mãi khắc ghi những điều bố mẹ dành cho con. Tuấn viết trên giấy A4, những nét chữ nguệch ngoạc. Tuấn dặn người cha hãy yêu thương mẹ nhiều hơn bởi cuộc đời bà đã cơ cực. Dặn đứa em trai chăm sóc bố mẹ và hãy nhìn vào gương của anh mà tu dưỡng, tránh những điều tội lỗi. Cuối lá thư dài kín tờ A4, Tuấn viết, con là con mà mãi chưa báo hiếu được ngày nào, đấy là điều mà con day dứt nhất, mong bố mẹ hiểu cho con. Thôi, bố mẹ và em ở lại, đừng phải buồn thương quá nhé, vĩnh biệt mọi người. Sau khi Tuấn viết xong lá thư và làm các thủ tục như lan tay, ký vào bản giao nhận quyết định thi hành án xong, anh ta được ăn bữa cơm cuối cùng, gồm một bát phở, cốc nước và điếu thuốc lá. Nhưng Tuấn chỉ uống cốc cà phê và hút điếu thuốc, rồi theo cảnh sát vào nhà thi hành án. Một công an cho hay, giây phút cuối trước khi nằm lên ghế tiêm thuốc độc, tử tù Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã bật khóc. Sau chừng 1 tiếng rưỡi chuẩn bị các thủ tục và bị tiêm 3 loại thuốc vào người tử tù, đến 10 giờ, việc thi hành án kết thúc, thi thể Tuấn được giao cho gia đình đưa về quê an táng. Sau khi bị tiêm thuốc độc, khép lại quá khứ tội lỗi, kết cục của Nguyễn Anh Tuấn cũng là bài học cho những kẻ coi thường luật pháp. Nhận thi thể đứa con tội lỗi sau khi bị tiêm thuốc độc đưa về nhà,
Trong đám tang của tử tù Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, quê quán huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nhiều người hàng xóm đã sang chia sẻ động viên bố mẹ của tử tù. Chiều ngày 7 tháng 8 năm 2013, gia đình tử tù Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1986 ở Mê Linh, Hà Nội, đã tổ chức tang lễ cho cậu tại nhà. Theo bản cao phó, sáng ngày 8 tháng 8, Tuấn sẽ được đưa tới nghĩa trang của địa phương để an nghỉ. Tuấn là thủ phạm giết thiếu nữ cướp xe máy ở địa bàn Đông Anh năm 2010. Khi đó, Tuấn và bạn rủ nạn nhân đi chơi rồi gây án, vùi xác ngoài cánh đồng. Bỏ trốn hơn 2 tháng, Tuấn và đồng bọn bị bắt. Vì quá sợ hãi trước tội lỗi mình gây ra, bạn Tuấn tự tử. Ngày 20 tháng 1 năm 2010, Tuấn bị tuyên án tử hình. Ngày 6 tháng 8, Tuấn bị tiêm thuốc độc, gia đình đón về mai táng. Với pháp luật, Tuấn là kẻ tội đồ, nhưng ở trong gia đình, cậu vẫn là con ngoan. Theo một người dân địa phương, hai anh em Tuấn đều hiền, nhưng không hiểu ra ngoài xã hội bị nhiễm thói xấu thế nào mà trở thành người vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Văn Hạc là trưởng thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội cho biết, gia đình Tuấn làm nông nghiệp, bố mẹ hiền lành, chưa hề có điều tiếng gì ở địa phương. Bố Tuấn còn là người sởi lởi, thường tham gia công tác văn hóa văn nghệ ở thôn, xóm. Thời gian nông nhàn, họ còn làm thêm việc cho thuê phông bạt, bát đĩa, phục vụ hiếu hỉ. Tuấn phạm tội, cậu con út cũng bị bắt sau đó ít lâu, khiến cô chú ấy buồn lắm. Bản chất hai đứa đều tốt, giống bố mẹ. Cha mẹ nuôi con, đâu có dạy làm điều xấu, vậy mà, ông Hạc nói. Theo ông Hạc, em trai Tuấn cũng vi phạm pháp luật, mới được về nhà cách đây khoảng 2 tháng. Hơn một tuần trước, em trai có xuống thăm hỏi thì Tuấn dặn dò, hãy phụng dưỡng cha mẹ. Chuyện ra đi của Tuấn cũng đã được gia đình chuẩn bị tâm lý từ trước. Vị trưởng thôn cho hay, trưa ngày 6 tháng 8, thi thể Tuấn được đưa về nhà, nằm ở rừng trong. 18 giờ cùng ngày, gia đình phát tang, có rất đông người thân họ hàng tới phung viếng. Ông Hạc kể, tôi có tới thăm hỏi phung viếng và chỉ gặp bố Tuấn, mẹ cậu ấy mệt nằm bên trong. Vợ chồng cô chú ấy sống tốt, dân làng tới đông không có chỗ ngồi, ai cũng chia sẻ cảm thông. Đám tang của cháu Tuấn cũng như những người khác. Nhiều người dân trong thôn Bảo Tháp được hỏi chuyện thì đều đồng tình việc tiêm thuốc độc theo quy định pháp luật. Theo họ, đó sẽ làm bài học răn đe cho những người khác. Sinh con ra, người làm cha làm mẹ nào cũng chỉ mong chúng sẽ khôn lớn nên người. Chẳng ai muốn đứa con do chính mình sinh thành dưỡng dục, trở thành người xấu, trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, tàn độc, nguy hiểm cho xã hội, để rồi bị loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng. Với ông Nguyễn Văn Tỉnh, 51 tuổi, ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội, là cha của tử tù Nguyễn Anh Tuấn, người đầu tiên thi hành án tử hình bằng thuốc độc mới đây cũng vậy. Đã 4 năm đằng đẵng trôi qua, kể từ ngày con trai bị tuyên án tử, cuộc sống của ông bà như chìm trong địa ngục. Trong ngôi nhà cấp 4 lụp sụp giữa thôn, người mẹ đau đớn quằn quại bên di ảnh tử tù, gào khóc gọi con đến lạc cả giọng. Bà luôn dạy con điều hay lẽ phải để con làm người, nhưng bà bất lực khi phần con trong con người y lấn át, khiến y biến thành kẻ sát nhân. Ông Tỉnh ngồi bên cạnh, khuôn mặt hốc hác, bơ phờ, mệt mỏi. Thỉnh thoảng, ông lại lay vai vợ, giọng trầm buồn. Thôi bà, để cho con nó ra đi thanh thản, đừng gọi nó nữa. Cơn mưa chiều như làm cho ngôi nhà thêm lạnh lẽo và u ám. Lúc này, người cha hết lòng vì con cái mới có thời gian trấn tĩnh nghĩ lại khoảng thời gian ông chạy nước rút mang xác đứa con tội lỗi về nhà. Ông kể, nếu chậm một chút nữa thì ông đã không thể làm được cho con cái. Điều mà chẳng bậc sinh thành nào muốn, ấy là được lo hậu sự cho con. Sáng ngày 2 tháng 8, cũng như mọi ngày, thấy đồng chí công an viên đến nhà, ông hồi hộp lo lắng nghĩ đến điều mà mấy năm nay ông nơm nớp. Ông sợ phải nhận tin dữ, dù ông biết cái ngày ấy rồi cũng sẽ đến. Giọng ông Tỉnh run rẩy nói, có chuyện gì vậy chú? Cậu công an viên lặng lẽ đưa mảnh giấy rồi mời ông lên Ủy ban Nhân dân xã cấp vì có công an thành phố cần gặp. Vợ ông đứng ngoài hiên nhà, nghe vậy bùn rùn chân tay, khuỵu xuống gọi, con ơi! Cái ngày mà ông Tỉnh không mong muốn nhất rồi cũng đến. Tại trụ sở làm việc, ngoài ông Nguyễn Khắc Trung, trưởng công an xã, còn có mấy người mặc cảnh phục đang đợi sẵn. Ông Trung giới thiệu, đấy là công an thành phố xuống gặp ông về việc của tử tù Nguyễn Anh Tuấn. Ông Tỉnh nhớ lại, ông cảm thấy tim như ngừng đập, hai chân đứng chết lặng mấy phút khi nghe đại diện cơ quan pháp luật thông báo kế hoạch thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc cho con mình. Người ta không biết chính xác ngày nào tử hình nó, chỉ nhắc là gia đình chúng tôi chuẩn bị nhanh lên, kéo không kịp. Họ bảo chính sách mới của nhà nước cho gia đình hai đặc ân. Sau khi tử tù bị tử hình, gia đình có thể mang thi hài về quê mai táng hoặc cơ quan thi hành án sẽ lo hậu sự. 3 năm sau, cải cát thì mọi người đến mang về, ông kể lại. Sinh con ra không ai muốn mất con, nếu con tôi không bị tử hình bằng tiêm thuốc độc thì cũng bị xử bắn. Tôi không oán thán một lời.
nó gây nên tội thì nó phải đền tội. Nhưng nhờ chính sách thi hành án tử hình thay đổi, gia đình tôi mới được mang thi hài con nguyên vẹn về quê để mai táng. Ông rơm rớm nước mắt, nói về điều cuối cùng mình làm được cho con. Nhưng việc mang thi hài của Từ Tu về quê đâu đơn giản. Ông nói tiếp, theo nguyên tắc, gia đình tôi muốn mang thi thể con mình về sau khi bị tử hình thì phải làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương rồi nộp lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Hôm cơ quan chức năng thông báo lịch thi hành án cho con tôi là thứ Sáu, mà hôm sau là thứ Bảy và Chủ nhật. Hai ngày ấy, cơ quan hành chính đều nghỉ hết. Từ hôm ấy, tôi lúc nào cũng nơm nớp, chỉ sợ không xin được dấu xác nhận, không nộp đơn kịp thì sẽ không mang được thi hài con về nhà. 3 ngày trôi qua mà sao ông tỉnh thấy thời gian dài đằng đẵng. Cả đêm Chủ nhật, ông thức trắng nhìn đồng hồ tích tắc từng giây. Tôi sốt ruột không ngủ được, lòng như lửa đốt. 5 giờ sáng tôi đã lên Ủy ban Nhân dân xã đợi xin dấu xác nhận của địa phương. Nhưng sáng hôm ấy, cơ quan họp giao ban đầu tuần. Mãi gần trưa tôi mới xin được dấu. Buổi chiều lại tất tả nộp đơn lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 8, con tôi tử hình. Nói đến đây, ông không cầm được những giọt nước mắt. Được biết, trước khi bị dẫn tới khu vực thi hành án tại trại giam Công an thành phố Hà Nội, Từ Tu Anh Tuấn được tắm giặt, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới, ăn sáng, uống ly cà phê và hút thuốc. Sau 1 tiếng rưỡi chuẩn bị các thủ tục và tiêm thuốc, đến 10 giờ sáng, việc thi hành án cho Từ Tu kết thúc. Thi thể của Nguyễn Anh Tuấn sau đó được chuyển về nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8 để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho người thân. Lúc nhà ông tỉnh đang ăn cơm trưa thì công an xã đã cử người xuống thông báo cho gia đình biết về lịch thi hành án và địa điểm để gia đình ông đến nhận thi thể con mình về nhà mai táng. Tâm lý đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhận được tin ấy, nước mắt ông trào ra nghẹn đắng, miếng cơm như chặn ngang cổ họng. Ông vội vàng gọi mấy người anh em ruột thịt lên bệnh viện 19 tháng 8 nhận thi thể con trai về nhà. Dẫm phải mảnh sành, chân chảy máu loang lổ trên đất, tôi mới biết là mình đang đi chân trần. Lúc làm thủ tục bàn giao thi thể cháu, cơ quan thi hành án cho biết sẽ hỗ trợ gia đình một chiếc áo quan và làm lễ mai táng cho con tôi tại nhà tang lễ của bệnh viện. Nhưng gia đình chúng tôi xin cho cháu về nhà nên được nhà tang lễ bệnh viện 19 tháng 8 giúp một chuyến xe đưa thi thể cháu về quê, ông tỉnh ngậm ngùi kể. Tất cả các đồ đạc của con ông được cán bộ thi hành án giao lại cho gia đình. Người đội trưởng già như thấu hiểu nỗi đau mất con của những người làm cha làm mẹ, vỗ nhẹ lên vai ông tỉnh an ủi, rồi lặng lẽ đưa cho ông lá thư mà trước khi trả án, anh Tuấn đã viết những lời cuối cùng cho gia đình. Khi vào nhận xác từ tù, nhìn con vẹn nguyên nằm đó, ông khóc nấc lên. 4 năm trôi qua, ông luôn cầu ước con mình được có thêm một ngày để sống trên cõi đời. Cứ đến ngày 2 tháng 9 hàng năm, trong ông luôn nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh rằng biết đâu tên của con ông sẽ có trong danh sách đặc xá. Vậy mà giờ, anh Tuấn nằm đó. Ông tỉnh nghẹn ngào, mấy năm trời nó luôn hối hận về những việc đã làm. Sáng ngày 2 tháng 8, cả gia đình tôi vừa vào thăm. Nó thương chúng tôi đi lại nhiều vất vả, còn dặn, tháng sau bố mẹ không phải vào thăm con đâu. Vậy nhưng chẳng còn cái tháng sau ấy nữa. Sáng ngày 8 tháng 8, dù mưa gió bão bùng, nhưng nhà ông vẫn chật kín người bởi bà con làng xóm đến chia buồn đưa tiễn Từ Tu về bên kia thế giới, kết thúc cuộc đời của một đứa con lầm lỗi. Dù con trai ông gây tội ác tày trời, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, người dân xung quanh vẫn nặng tình làng nghĩa xóm, khiến gia đình ông tỉnh cũng được an ủi phần nào. Giờ đây, khi con trai đã mồ yên mà đẹp, ông tỉnh mới thật sự yên lòng. Trong thư gửi bố mẹ trước khi về bên kia thế giới, anh Tuấn bảo, con phải đi đây, con gây nên tội ác thì con phải đền tội, nhưng mãi mãi con vẫn là con của bố mẹ. Dù phải chết, nhưng con vẫn mãi khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con. Kiếp sau, con sẽ làm đứa con hiếu thảo, báo đáp công ơn này. Việc tử hình bằng xử bắn là hình thức khắc nghiệt nhất. Việc đem một con người ra bán tỉa cho đến chết, dù biết rằng con người đó đáng phải chịu, xử chết một người để giữ cho xã hội tốt hơn vì hàng triệu người khác. Nhưng, mặt khác, người có trách nhiệm thi hành án sẽ cảm thấy vô cùng áp lực, chưa nói đến việc cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đi sinh mạng một ai đó. Nên có thể nói rằng thi hành án bằng tiêm thuốc độc được xem là hình thức tử hình nhân đạo nhất trong các hình thức tử hình hiện nay. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.